Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Các phượng đổ bệnh, tình hình sức khỏe hiện tại ra sao? Tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Các Phượng được đông đảo khán giả quan tâm. Trên trang cá nhân, Các Phượng đăng tải tấm hình truyền nước khiến khán giả lo lắng. Nữ nhân viên cho biết cô bị nhiễm trùng đường ruột. Các Phượng biết. Chỉ có cách này mới ngủ được thôi. Mấy nay cái bụng cứ ăn vào là nó quặn đau. Tối khuya gì mà bụng đau quặn. Kiểu như ai lấy tay bóp siết cái bụng vậy. Mỗi lần đau là tỉnh ngủ. Nữ diễn viên cho biết cô bị nhiễm trùng đường ruột. Vào bệnh viện khám bác sĩ nói bị nhiễm trùng đường ruột, bác sĩ chích cho mũi thuốc, truyền nước rồi ngủ ngon lành. Bác sĩ nói nếu đêm nay bụng vẫn còn quặn đau là mai phải nhập viện. Nãy vô nhà, bom thấy tay sách thuốc, bom chạy mua hai bịch cháo, bom nói mua cho nhanh, mẹ ăn còn uống thuốc, nấu hơi lâu. Tình hình sức khỏe của nữ nghệ sĩ khiến người hâm mộ lo lắng. Đông đầu khán giả gửi lời động viên, chúc các phượng sớm khỏe lại. Giữ gìn sức khỏe nha chị, nhanh hồi phục ạ. À mau hết bệnh nha chị ơi thương chị quá sức khỏe là quan trọng nhất chị à thương chị quá ăn uống đầy đủ giữ gìn sức khỏe nha ạ à. tình hình sức khỏe của nghệ sĩ các phượng được đông đảo khán giả quan tâm các phượng tiết lộ sức khỏe của cô đã ổn hơn các cảm ơn cả nhà nhiều lắm đã quan tâm cát các vừa ăn miếng cơm trắng với thịt kho ăn thử xem cái bụng có quặn đau hay không cái bụng của cát sáng giờ quặn hai lần nhưng quặn nhẹ trước đó không ít lần các phượng thông báo gặp vấn đề sức khỏe Nữ diễn viên từng nhiều lần phải nhập viện vì căn bệnh tiền đình nặng. Thời điểm đó, nữ nghệ sĩ cho biết các bị rối loạn tiền đình, các bị rối loạn tiền đình cấp nặng chứ không nhẹ, đi đứng đều không được vì cả thế giới như đè lên đầu mình và cứ thế quay cuồng một cách chậm rãi và nặng nề. Đông đảo khán giả gửi lời động viên chúc các phượng sớm khỏe lại. Trước đó không ít lần các phượng thông báo gặp vấn đề sức khỏe mỗi lần quay là trong người có gì như muốn ói ra hết ăn gì cũng muốn ói ra không nuốt được tay chân rụng rời không cầm nắm gì được não của cát như đông cứng tuần hoàng máu ở não không thông khi máu không bơm được lên não dẫn đến các dây thần kinh của não bị căng không ngủ được đầu quay cuồng đồng thời hạ canxi cho nên rất dễ đột quỵ bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo